Bạn xem được một video 4K rất hay, bạn tải về để nhét vào điện thoại, nhưng định dạng file lại là web mở, bạn lên mạng tìm cách đổi đuôi, nhưng các trang web chuyển đổi lại giới hạn dung lượng hoặc giảm chất lượng. Bạn tức giận, bạn bức bối và bạn muốn đập máy tính. Dừng lại! Ứng dụng video mặc định trong laptop của bạn có thể làm được. Bạn chỉ cần bật video lên, chọn trim, kéo về cuối video và lùi vào 1 giây, sau đó save về file MP4 là được. Anh đang xem gì đấy? À, gì đấy? Yeah.